kính chào quý vị. Các bên đang có mặt ở góc đường Vương Nguyễn Tri Phương, Sài Gòn, trưa ngày 11 tây tháng Giêng 2018. Quẹo phải qua đây là đường Nguyễn Tri Phương, bên tay trái là trường Trần Khai Nguyên cái gì. Là cái trường của nhà thờ đó. Phía sau là ngã sáu Chợ Lớn, là ngã sáu Nguyễn Tri Phương. Cho quý vị thấy Sài Gòn mỗi ngày sáng trưa chiều tối ha. Nhiệt độ bây giờ khoảng 32 độ C, nắng nóng. Phải là tòa lãnh sự quán Đài Loan ấy. Chạy vô chợ Nhật Tảo gì xem buổi trưa buôn bán sao.
phải đi đường Nguyễn Duy Dương ấy vậy. Đây thuộc phường 9 quận 10. Bán đồ inox thì tủ bàn ghế inox kệ. Phải là công viên Hòa Bình. Ok, thank you. Hẹn gặp lại gì với chúng ta nha.